đầu quá à. Tôi nói rồi là tôi không có giúp cho bà được. Tôi đang muốn tốt cho bà đó Yến. Tôi bao nhiêu tuổi rồi? Tôi lớn rồi. Tốt hay không là tôi biết, tôi có thể tự tốt cho bản thân của tôi được. Tôi không cần đến sự trợ giúp của bà, ok? Nhưng mà có sự trợ giúp của tôi thì cái tốt của bà sẽ tăng thêm rất là nhiều lần, ok? Thôi đi. Dù nó không tăng là nó giảm. Không, trái ngược lại rồi thì sao? Thì sao? Thì thôi chứ đúng không? Không, tôi sẽ có cách khác. Tôi sẽ đền bù cho bà một số tiền, sau đó bà đi khắc phục là được rồi. Thôi đi. Đền bù cho tôi số tiền. Đền là trong cái thời điểm lúc đầu mới bị đó thôi. Rồi sau đó về già lỡ tôi bị ảnh hưởng cái gì đó rồi sao? Đặng nói là không có đâu mà, tuyệt đối không có. Tôi nói cho bà biết, tiền đúng là rất là quan trọng, nhưng mà tiền không phải là cách để giải quyết vấn đề hết. Tôi nói thiệt, mấy cái này là đó là cả tương lai của tôi luôn. Là lỡ nó ảnh hưởng tới công việc của tôi thì sao? Tôi đã đảm bảo cho bà rồi, tôi đã học rất là nhiều, kỹ năng của tôi là cũng rất là cứng cáp rồi. Tôi mới dám kêu bà để mà hả tôi thử nghiệm cái khuôn mặt của bà, hiểu không? Thôi, nói mắc cười quá. Kỹ năng cứng cáp, cứng cỡ nào mà chưa có cái bằng? Tôi đang học sao có bằng được, bây giờ cần phải có người thử nghiệm nè, để tôi làm sau đó tôi mới thu được kết quả, hiểu không? Trời ơi, thôi đi ha. Bây giờ tôi sẽ cho bà làm với một điều kiện là có giấy xác nhận. Thì bây giờ tôi làm giấy cam kết với bà được không? Ok, vậy chứng nhận của Bộ Y tế bà có không? Trời ơi, đang học sao có mấy cái đó được. Thì thôi, đừng có làm. Tôi đã đảm bảo cho bà rồi, tôi sẽ làm phi toàn bộ cho bà. Tôi chăm sóc da mặt của bà, tôi theo dõi sát nút từng ngày luôn. Thôi đi, tôi nói thiệt lòng á, tôi rất là thương bà, chứ không phải là tôi không muốn giúp cho bà. Nhưng vấn đề là bây giờ nè, bà nghĩ đi, da mặt của tôi vậy nè, tôi đang có rất là nhiều công việc. Lỡ mà thí dụ ok làm được thì không nói gì đi, lỡ mà làm không được có phải mặt tôi banh luôn không? Rồi tôi banh tôi ảnh hưởng công việc, tôi sẽ mất uy tín với nhiều người. Tôi rảnh tôi làm được mà. Tôi sẽ giúp cho bà tất cả mọi chuyện, trừ cái chuyện này nha. Tôi sẽ không nói nữa, vậy nha. Mệt đi, làm thôi, tìm người khác. Kỹ mà tức cái mình. Gì vậy, tự nhiên mới vô gặp mà cái mặt nhăn như khỉ vậy. Tức. Ai làm gì bà? Tức bà Hoàng Yến chứ ai nữa. Yến làm gì bà? Không hiểu sao luôn á. Cái chuyện tốt như vậy á, người ta đã đi theo năn nỉ cả ngày luôn vậy mà cũng không chịu nữa. Chuyện tốt gì? Sao? Thì cái chuyện làm da đó, làm da mặt chuyên sâu của tôi đó. À, là tính làm cho Yến hả? Đúng rồi, đi theo năn nỉ muốn chết luôn. Người ta đã làm miễn phí cho rồi. Rồi theo dõi cho, tôi đã đảm bảo chắc chắn mà không chịu làm. Là sao từ chối? Thì đòi cái gì? Đòi là phải có bằng cấp của Bộ Y tế. Rồi mà đang học. Tôi đang học, bà biết là tôi đang học. Tôi đang tìm người để thử nghiệm, sau đó mới có kết quả rồi mới có bằng được chứ. Bây giờ kiếm bằng đâu ra? Rồi, nói với nó chưa? Nói rồi. Nói khoan nước miếng luôn á. Nói rồi nó trả lời sao? Không chịu. Tức xui. Tức. Giỏi đi, đừng làm bà Yến nữa, đổi người khác. Ôi, không được. Gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, Yến á, lạ hả? Là diễn viên hài đang có tên tuổi. Bây giờ làm cho bả mốt bả quảng cáo cho tiệm của tôi. Ơi, làm cũng có mục đích hết, có tốt lành gì đâu, tưởng muốn tốt cho người ta. Thì cũng có mục đích, phải có mục đích mới làm, nhưng mà tôi đã đảm bảo chắc chắn là tôi làm được rồi. Thì cũng đúng, nó từ chối là đúng rồi, mà nghĩ coi. Đúng gì? Đúng, tại nó là diễn viên. Nó phải đi gặp khán giả, là nó đi diễn, nó đi làm đủ thứ hết trơn á. Lỡ nó bị cái gì thì nó ảnh hưởng tới công việc nó không? Ha, ngộ ha. Gì? Rồi sao? Sao? Rồi bữa giờ tôi làm cho bà thấy sao? Nói chung là ổn, tốt, da mặt sáng hơn. Thấy nói không? Chung là rất là tốt. Tôi đã nói rồi, nghe theo lời của tôi á, giao cho tay tôi là không có chuyện gì xảy ra hết. Da mặt của bà đẹp lên thấy rõ không? Thì cái đó đúng rồi, nhưng mà vấn đề là tôi tin bà, nhưng mà con Hoàng Yến là nó cần những cái bằng chứng, hiểu không? Bằng chứng cái gì, bực mình muốn chết à. Trời đất ơi, ở trong này có tội phạm. Gì vậy? Gì á? Gì vậy? Công an giấu đi kìa. Gì vậy? Bước qua đây, nhanh lên. Đi. Cái gì vậy? Em mời Tuấn. Em mời Tuấn ngồi làm việc ạ. Gì vậy trời? Gì vậy? Tôi xin trịnh trọng thông báo,
Cho hỏi cô có phải là Jessica Linh không? Ủa chú em tên khác hả? Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa. Trả lời đàng hoàng đi. Đúng không? Rồi. Dạ đúng, đúng. Đúng thì làm việc thôi. Nghe đồn là thời gian vừa qua cô mở một cái gọi là chăm sóc chuyên sâu da. Đang trong quá trình học đúng không? Dạ, thì đang học, nhưng mà em học giỏi lắm. Giỏi không? Dạ. Học rất giỏi. Thì học giỏi, rồi cũng đang trong quá trình mà chuẩn bị đi lấy bằng đó. Thì trong quá trình chuẩn bị đi lấy bằng thì cũng phải kiếm người để mà thử nghiệm da nè, mới làm cho họ thì mới có bằng cấp được. Thì cũng là tư vấn nhiệt tình mà người ta không có chịu á. Người ta? Người ta là ai? Không biết là ai á, nói qua nó lại cũng mệt á. Người ta là bạn mình á, mà mình nhờ có chút xíu chuyện rồi mà cũng làm nữa đó. Trời, tôi đang làm cái chuyện đó là tôi đang muốn tốt cho bà đó. Từ từ đi. Tốt làm việc tiếp đi. Vào thẳng vấn đề. Và sau khi mà ban quản trị cùng với ban quản lý hợp với nhau, thì chúng tôi đưa ra một quyết định là làm một cái giấy cam kết để cho cô ngừng cái hoạt động đó lại. Đây. Gì vậy? Đọc đi. Khoan, là bây giờ tự nhiên cái ban quản trị, ban quản lý bây giờ cấm người dân đi làm luôn. Không. Cấm người dân làm việc luôn. Cái này không phải là cấm. Rồi, hiểu luôn. Đừng nói nữa. Gì? Bà Yến. Cái gì? Bà bạn tôi. Ừ. Bà chơi không đẹp nha. Ủa không đẹp là sao? Bà chơi kỳ á. Ủa kỳ là sao? Trời. Ủa tôi đi theo, tôi có làm lỗi gì bà không? Tôi đã đi theo, tôi năn nỉ bà làm da phi, tôi chăm sóc da cho bà không chịu thôi, tôi cũng đâu ép bà đâu, rồi mắc mớ gì bà đi mét tôi. Nè, đó. Tôi không có mét nha. Để người ta cấm tôi làm việc giờ, mất cái chỗ làm ăn của tôi sao vậy hả Ý? Tôi không hề mét, chẳng qua là tôi cũng nằm trong ban quản trị thôi nè. Trời. Cái này là chỉ thị của ban quản trị đàng hoàng mà, chứ đâu phải là chỉ thị của tôi. Đúng vậy. Tất cả bình tĩnh. Ôi dồi. Đừng có hiểu lầm tôi không như vậy. Không có manh động, không có dùng bạo lực ở đây. Em đừng có bạo lực, em lỡ. Bây giờ tôi phân tích cho cô hiểu. Ở đây cấm không có nghĩa là cấm hoạt động, mà là sẽ tạm ngưng tạm thời, hiểu không? Chờ cho tới khi nào mà cô lấy được cái bằng cấp, một cái tín chỉ gì đó để xác nhận là đã kết thúc khóa học của mình, lúc đó chúng tôi sẽ mở cho cô làm lại. Thôi nhưng mà em đang học da, em đang làm rất là tốt cái công việc của em, tự nhiên em phải dừng lại là em không có mẫu để thử nghiệm, làm sao mà em tô luyện cái công việc của em được? Em bà bình tĩnh đi. Mà. Biết là nâng cao tay nghề, bà nghe tôi nói nè. Tôi á, trước mắt là tôi phải giải thích cái hiểu lầm của tôi. Tôi cũng không có phải là cái người mà lên nói. Nè, ở đây có chữ ký của nhiều người lắm. Nhiều người ở trong chung cư mình lên phản ánh bà, đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nè, là bà tưởng tôi sướng lắm hả? Tôi cũng khổ lắm chứ bộ. Thôi gì vậy? Tôi cũng khóc đêm hoài chứ bộ. Kiềm nén cảm xúc lại. Em cũng đang kiềm nén, nhưng mà em làm như vậy là muốn tốt cho Jessica. Tại vì á, bây giờ nè, bà chưa có cái bằng này, bà ra bà làm. Thí dụ mà được thì thôi không ai nói gì. Đúng. Lỡ không được, mất uy tín đúng không? Đúng. Mất uy tín á, một lần thôi người ta sẽ nhớ hoài suốt cuộc đời. Rồi mai mốt bà mở cái tiệm ra nè, ai sẽ đến chăm sóc cho bà nữa? Rồi ai tới ủng hộ cho bà? Nhưng mà tôi làm được mà. Nè, thí dụ như nhìn Liêu Liêu đi, anh nhìn vợ anh đi. Đó, em chăm sóc da mặt vợ anh 2 tuần nay rồi nha. Em theo dõi kỹ càng và bây giờ da mặt nè, đẹp ghê không? Đó, anh thấy không? Mới để ý nha, da căng đó, bóng đẹp. Căng hả? Đẹp 2 tuần rồi. Tôi đang căng đó. Cái này chỉ là sự may mắn của một người thôi. Đúng vậy, làm sao mà gom chung lại được. Anh đồng tình với ý kiến của Yến. Em nghĩ đi, 9 người 10 ý. Đâu phải ai cũng hài lòng hết được đâu, đúng không? Đúng. Thí dụ như đẹp thì không nói. Nếu như da của người ta bị cái gì đó, người ta đổ thừa tại em, lúc đó em lấy cái bằng cấp đâu ra, em lấy cái gì ra mà để em biện minh cho em? Mấy người không có tin tưởng tài năng của tôi gì hết trơn, có khả năng của tôi. Tôi hứa với bà luôn á, chỉ cần khi mà bà có bằng cấp đầy đủ, tôi là sẽ là người đầu tiên đứng lên ủng hộ cho bà. Chưa kể tôi còn đăng lên Facebook của tôi để cho mọi người biết tới nữa. Nhưng mà quan trọng bây giờ là bà phải có bằng, tại vì không thôi nó ảnh hưởng uy tín, rồi chưa kể tính mạng của người ta nữa. Đúng vậy. Hiểu không? Lỡ hư cái mặt của người ta. Cái mặt là một cái sự đại diện cho cả một con người. Đúng. Người rồi. Ta làm sao dám bước ra đường nữa. Thôi đúng rồi bà ơi, tôi thấy Hoàng Yến với lại anh Thanh Tuấn nói đúng á. Với bà, bà nghĩ coi, ví dụ bà làm cho tôi đi, tôi quen biết bà làm cho tôi tốt đi rồi không sao. Lỡ bà làm với cái người mà người đó, ví dụ người ta ghét bà đi, người ta có người ta biết được cái điểm yếu của bà là bà không có bằng. Người ta lên trên người ta rêu ra nói trụ Jessica làm việc kìa, không có bằng mà đi làm người ta hư mặt nè. Rồi khoan đã. Em nói người ta rất hay, bây giờ tới em nè. Em sao?
Em nghĩ làm sao em dễ tin người như vậy hả? Nghĩ sao đưa cái mặt mình cho một người đang học mà làm lỡ bị cái gì thì sao, đúng không? Nè, em làm vợ anh rất là đẹp nha, không tốn một cái tiền gì nha. Anh đang nói là cái sự hên xui, em hiểu không? Cuộc đời mình đâu có biết. Nói tóm lại là mọi người làm như vậy là lo cho em, muốn tốt cho em, chứ không phải là ai muốn hại em hay cái gì đâu. Đúng rồi. Suy nghĩ cặn kẽ lại đi. Cũng đúng. Thôi nói chung là giờ cứ ký vào cái này đi. Đúng vậy. Ủa sao phải ký vậy? Trời, ký cho an toàn chứ lỡ bà lật lọng rồi sao? Đúng rồi, thôi ký. Em giống lật lọng lắm hả? Giống. Đúng rồi. Thôi bây giờ là làm việc là phải giấy trắng bằng đen rõ ràng gì mà. Đúng rồi. Bây giờ có ký không? Ký vào. Giờ có ký không? Ký. Ký chung cư gì đâu á. Hùa mà. Alo nghe. Rồi anh biết rồi, anh biết rồi. Rồi cứ vậy mà làm á. Rồi. Chú ba đi rồi, chú ba đỡ 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 giùm con chú ba. Cái gì vậy? Ôi cái thùng gì mà nó nặng đi. Khi đi đâu đây? Cái thùng của nhà chú còn đi đâu nữa? Nhà chú làm gì có mấy cái thùng này? Đâu biết được đâu. Này có tên này, gửi quán cà phê Thanh Xuân. Chắc không phải đâu. Không phải sao mà không phải? Chú nói là không phải mà. Tại vì sao chú lại bảo không phải? Cái này rõ ràng tên của quán cà phê Thanh Xuân của mình mà, thì là gửi cho quán cà phê Thanh Xuân. Chắc là gửi cho cô Vân đấy. Ủa chứ con Vân là chú đã sang quán cho cô Hương rồi sao? Sang quán cho cô Hương hả? Ừ. Không. Nhưng làm có gì khi có... nào có khi nào cái món đồ này là gửi cho chủ cũ là cô Vân không? Chắc không có đâu. Chú đảm bảo là không phải. Thì nếu mà không phải phải hay không thì bây giờ chú mở ra đi. Ừ, xem là của ai biết liền. Chú mở hả? Dạ. Lỡ không phải của nhà chú rồi mở người ta nói thì sao? Thì có sao đâu chú. Thì dù sao cũng cái chữ là Thanh Xuân có nghĩa là đã từng là của chú. Đúng không? Nhưng mà chú chắc rằng là chú không phải là chủ quán này. Chú sang lâu rồi mà. Thì cứ nghe con đi, cứ mở ra đi. Con có đồ mở. Đây. Thấy không? Ê, rồi, chú mở đi. Mở nó luôn. Đó. Ôi. Sao nhiều cái này nhờ? Cái gì? Cà phê gì mà kỳ vậy? Nhãn mát gì mà lem luốc dòm thấy ghê vậy? Thì đúng mà chú, để gửi cho Thanh Xuân thì Thanh Xuân của mình chuyên bán cà phê thì người ta phải gửi cà phê là đúng rồi chú. Thì con thấy cái loại nào mà chả giống nhau. Con khui này luôn coi. Khui này luôn hả? Ừ. Cũng là cà phê hả? Sao có lộn đồ ăn trong đây nữa hả? Ơ. Ôi trời ơi. Con thấy nhiều này chú ơi. Sao rồi, có phải của cô Vân không? Đúng của cô Vân đúng không? Không phải. Bảo đảm không phải là của chú, mà là của chủ quán mới Thanh Xuân. Chủ quán mới Thanh Xuân hả? Là cô Hương. Chứ còn ai nữa? Sao cô Hương đặt nhiều này nhỉ? Hương đây, ai kêu Hương đó? Có Hương xuất hiện liền. Cô Hương. Dạ anh ta, dạ con. Cô ơi, đây là... Đây là thùng cà phê với thùng đồ ăn của chị không? Ủa? Sao ở đây? Sao con không đem về trong quán cho cô giùm luôn? Con đâu biết đâu, con thấy chú ba ở đây thì con đưa cho chú ba luôn. Sao lại của chú ba? Dạ. Thì cái con này... có chữ Thanh Xuân mà. Thì là của chữ Thanh Xuân. Dạ. Như là cái này là của cô mà. Mấy người làm gì vậy? Ủa mà sao mấy người khui đây chứ vậy? À không, tại vì con thấy là của chủ cũ. Không, của quán cà phê Thanh Xuân thì con nói chú ba khui luôn. Trời ơi. Chú ba cho đồng ý mở ra. Ủa anh lấy cái quyền gì mà đồng ý mà anh khui thùng hàng của tôi ra vậy anh? Chị Hương, chị bình tĩnh. Tại nó nói là của tôi, của vợ chồng tôi. Chú cứ khui đi, nó chịu trách nhiệm. Con nói là cứ khui ra chú để xem bên trong có cái gì. Nhưng nào ngờ bên trong toàn cà phê với cả... Đây đây.
Cái đó là chuyện riêng của tôi. Mà hai người là khui thùng của tôi ha, là tôi chưa mà khui kiện mấy người cái tội mà là khui thùng người ta mà không có xin phép người ta. Trước mắt là tôi xin lỗi chị, nhưng mà cho chị cho tôi hỏi nè. Đừng có đụng tới nữa. Chị cho tôi hỏi. Thùng ta nặng mà đụng hoài. Thùng cà phê chị nhập về bán cho khách đó hả? Ủa, cái đó là chuyện của tôi. Bây giờ tôi mở cái quán ra, tôi bán cái gì thì kệ tôi, ảnh hưởng gì tới anh. Bây giờ cái quán là quán của tôi rồi, tôi muốn làm gì tùy tôi. Chị ăn nói gì kỳ vậy? Quán thì đã sang rồi đó, nhưng mà tên quán này không bao giờ thay đổi. Tôi thích thì sao? Mà nè, tôi nói chị nghe nha, chị cũng không có quyền thay đổi hương vị, thay đổi công thức chất lượng của cái quán cà phê này. Ủa anh là cha là mẹ tôi vậy anh? Hay là anh là độc quyền luôn cả cái quán Thanh Xuân mà độc quyền luôn cả cái cà phê đó? Bây giờ là vợ chồng anh đã sang cái quán cho tôi rồi, thì bây giờ là tôi muốn bán cái gì, hay là tôi muốn cà phê như thế nào, đó là ý của tôi, là cái quyền của tôi. Tôi phải muốn cho cái gì độc lạ riêng của tôi chứ. Nếu vậy thì chị tháo cái chữ Thanh Xuân xuống đi, chị gắn cái tên chị lên. Vậy là từ nay thành quán cà phê Thanh Hương. Cái đó tùy của cô Hương. Không, tôi không thích, tôi thích để Thanh Xuân vậy, và tôi bán cái gì là quyền của tôi ha. Ai có giỏi á thì lại gặp mặt tôi đi, nói chuyện với tôi đi. Nhưng mà cái tên chủ sở hữu này là vợ tôi đang đứng. Thì bây giờ có ai thưa ai kiện hay ai muốn nói gì phàn nàn gì á mà lỡ gặp vợ anh, thì vợ anh cứ chỉ qua cho tôi. Vợ anh nói bây giờ tôi sang bán cho cô Hương rồi, lúc đó tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Còn cái quán á, tôi muốn bán cái gì á, tôi muốn bán đồ ăn thì kệ tôi bán thức uống thì kệ tôi, đó là quyền kinh doanh của riêng tôi. Đúng không? Tôi nói chị nghe, chị nhìn đi, nhãn mát như thế này, nó lem luốc mà nó dơ dãi như thế này, làm sao đảm bảo được chất lượng? Chị làm như vậy á, nó ảnh hưởng đến cái tên quán mà vợ chồng tôi gầy dựng bao nhiêu năm, chị biết không? Trời đất ơi, anh mắc cười quá à. Tôi đã nói rồi, nhãn mát nó không thành vấn đề, cái vấn đề là chất lượng ha. Làm ăn kinh doanh mà phải có lời chứ, làm ăn mà cái gì cũng phải là có nhãn mát nè, rồi bán buôn ngon rồi bán rẻ nè. Cha, chắc tôi ra ngoài đường tôi ở quá à. Chị biết rồi, chị ăn nói ngang ngược quá. Mà tôi nói chị nghe nha, sớm muộn gì người ta cũng không có tìm chị trước đâu. Thật rồi, mà người ta tìm vợ tôi á, để mà chửi, để mà mắng nhiếc. Tôi đã nhắc lại một lần nữa, nếu mà tìm vợ anh thì vợ anh cứ chỉ qua tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bán buôn đã là quán của tôi rồi, tôi muốn bán cái gì thì kệ tôi muốn bán thức ăn thức uống thì kệ tôi, hiểu chưa? Dạ thôi, thôi được rồi, thôi cô chú đừng cãi nhau nữa. Bây giờ chuyện này cứ để cháu giải quyết cho. Giải quyết thì sao? Thì bây giờ sẽ đem lên quán cà phê của cô, đúng không? Rồi sẽ bắt đầu mình sẽ về nhà mình giải quyết trong nội bộ. Đừng chị đứng ở đây, bao nhiêu người nhìn thấy dòng ngó không hay. Tại ông. Dạ. Con có chắc là giải quyết được không? Thì con làm được. Bây giờ đưa lên nhá. Rồi. Rồi giờ bưng đi, bưng nhẹ nhẹ. Trời ơi, chú ơi, chú phụ con một... Ông rảnh không? Bưng luôn giùm tôi đi. Chứ lẽ tôi đàn bà con gái tôi bưng. Dạ đúng rồi đấy ạ. Đi đi chú, đi. Trời đi. Trời ơi, đàn ông con trai vậy mà hiểu sao chị xui lấy ổng. Hôm nay con rảnh phải không? Vâng. Con đang làm gì vậy? Con đang đi dạo. Con có khùng không? Con dạo là ở ngoài công viên. Con dạo là ở sân hành lang chung cư. Chứ con nãy giờ con ngắm mẹ, mẹ ngắm con mà con gọi là con dạo đó hả? Thì dạo này con bị stress quá. Con muốn đứng ở cái quầy bar này để ngửi một cà phê quán mình thôi. À, đợi mẹ chút. Làm gì ạ? Cà phê. Hửi đi. Rồi xong, đi đi. À, mẹ. Gì nữa? Cho con một ly cà phê đen ạ. Bình thường con đâu có uống cà phê đen. Thì tại vì hôm nay tâm trạng không được thoải mái cho nên là muốn thử cà phê đen xem sao vậy ạ. Lại ngồi đi, mẹ sẽ pha cho con. Cà phê đen không đường. Cảm ơn mẹ. Ừ. À mẹ ơi. Gì nữa? Cho con quán có gì ăn không ạ? Con muốn ăn gì? Gì cũng được mẹ ạ. Đợi mẹ một chút. Sao rồi? Đưa anh coi. Không còn mùi hương vị của cũ trước đây nữa. Được rồi. Đồ ăn có rồi đây. Ly của nhỏ lấy uống hả? À dạ không, con ngửi thử mà. Uống hay là kiếm chuyện? Dạ không, con đến đây uống nước.
Còn anh? Chào chị Xui. Hôm nay vừa kinh doanh cà phê, rồi kinh doanh cả đồ ăn nữa ha. Buôn bán mà, thương trường cũng như là chiến trường. Cái nào mình cảm thấy có lợi thì mình làm thôi. Ngon không con? Đồ ăn này mẹ mua ở đâu vậy ạ? Mẹ mua chợ sĩ. Trước khi mua mẹ có kiểm tra hàng kỹ lưỡng không? Thì cũng có chứ. Mẹ có chắc xong không ạ? Con ngửi mùi là đồ ăn này không được tươi nha. Cô ơi, cà phê cũng không được thơm như ngày xưa nữa. Bước vào quán không còn mùi cũ như trước đây. Ê anh, mùi cũ là vợ anh, còn tôi là mùi mới nha. Ý tôi nói là có mùi cà phê. Mùi cà phê thì nó mùi cà phê, tự nhiên bước vào quán không còn mùi cũ. Chị làm khó tôi, bắt chữ tôi hoài. Tôi nói là mùi cà phê chứ không có nói ý gì khác hết trơn. Thì cà phê là tôi đã nói với anh rồi, tại sao anh cứ kiếm chuyện tôi hoài vậy? Vợ anh bán khác, tôi bán khác nha. Còn con ăn thì con ăn đi, sao mà chê. Thì cà phê tôi mua. Mẹ mua ở đâu? Nữa hỏi nữa. Mua chợ sĩ. Mà nó đắng nghét cô ơi, không có uống được. Trước đây quán cà phê này có nơi uy tín cung cấp đàng hoàng cho chị mua, mà chị ra chợ chị mua gì? Rẻ. Trời đất ơi. Mẹ ơi, mẹ có biết là mẹ con xây dựng cái thương hiệu cà phê bao nhiêu lâu không? Sao tự nhiên là mẹ chỉ vì ham rẻ mà mẹ lại nhập những cái cà phê mà những cái đồ ăn loại như này? Ủa mẹ là gì của con? Mẹ của con ạ. Rồi con mới kêu là mẹ con là ai vậy? Mẹ bắt lỗi con nữa, mẹ vợ của con. Mẹ vợ của con thì nói là mẹ vợ của con. Một điều mẹ con, hai điều mẹ con. Với lại cô ơi, quán cà phê Thanh Xuân này trước giờ chỉ bán đồ uống thôi. Bây giờ tự nhiên lại có thêm đồ ăn nữa. Đúng rồi đấy ạ. Cô giải thích sao? Nhu cầu phục vụ. Cả cái chung cư này người ta xuống đây người ta uống, người ta đói bụng, người ta muốn ăn, tôi phục vụ ăn. Hoặc là người ta xuống dưới người ta ăn, người ta khát nước, người ta muốn uống, tôi phục vụ uống. Chữ ăn uống lúc nào cũng đi kèm chung với nhau. Con biết là cái điều đấy rồi, nhưng mà mẹ cũng đầu tiên là cái quán này chỉ bán nước thôi. Xây dựng thương hiệu cũng chỉ bán nước thôi. Tự nhiên bây giờ mẹ phải nhập cả đồ ăn về. Nếu mà mẹ nhập đồ ăn ấy thì mẹ phải kiểm tra kỹ lưỡng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mẹ phải báo ban quản trị của chung cư để người ta còn biết chứ. Báo gì làm gì, nhà hàng năm sao vậy? Thì mẹ đã nói rồi, mẹ kiểm tra kỹ rồi, mẹ bán buôn được rồi, không có cái gì xảy ra hết á. Không tự nhiên bị báo bán chung cư, bán ở chung cư, mấy người làm quá. Mấy đứa nó nói đúng đó. Tôi cũng không thể nào chấp nhận được. Chỉ vì một chút lợi nhuận mà chị muốn phá nát luôn cái sự mà gầy dựng của vợ tôi trước đây quán cà phê này. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Tôi nói hoài ta. Tôi nói là cái quán này là giờ là của tôi rồi. Là tôi có quyền tôi quyết định hết tất cả mọi chuyện. Cô ơi, quán bây giờ là của cô, nhưng mà trước đấy giấy tờ vẫn là đang đứng tên cô Vân mà. Cô Vân có quyền tranh chấp với cô đấy. Cái gì mà tranh chấp ở đây không biết nữa. Là cái giờ cái này là chỉ là một cái quán cà phê ở chung cư thôi, chứ không phải là một cái nhà hàng hay là cái gì đâu mà phải là làm giấy tờ thay đổi lại mất công phiền phức. Thực ra con nói cái gì đúng thì thôi, con chả bênh ai cả. Nhưng mà mẹ nhập những cái đồ ăn như này về thì mẹ cũng phải báo với cả ban quản trị chung cư để người ta còn biết. Không thì an toàn thực phẩm chức năng vào người ta tìm đến, là người ta nếu mà đồ ăn của mẹ không hợp vệ sinh là người ta bắt đấy. Đúng rồi, đúng khi đi tù luôn đấy cô. Đây, cái bậy. Chị phải chịu tất cả những hành vi mình làm ra đó. Trời, mấy người lại như tôi giết người cướp của không bằng. Đôi khi nó còn hơn nữa. Giết người cướp của, người ta giết 1, 2, 3 người. Đằng này chị giết luôn cả nguyên chung cư. Đúng rồi. Giết luôn tất cả những khách hàng ta tới đây. Cái thứ nhất, chị chưa đổi tên sở hữu, chưa đổi tên quán, mà ngang nhiên thay đổi hương vị, ngang nhiên thay đổi công thức chất lượng của cà phê. Rồi người ta tới người ta uống nè, rồi dân chung cư người ta tới ta ủng hộ chị nè. Người ta không biết, người ta tưởng vợ tôi là vì lợi nhuận một chút mà đánh đổi luôn cả cái tên quán gầy dựng nào giờ. Chị thấy không? Đúng tai hại chưa? Thì để từ từ mẹ coi lại. Thôi cô phải xem lại đi chứ. Cô lên giá một chút thì không sao, nhưng mà chất lượng cô phải đặt lên hàng đầu. Đúng rồi ạ. Tôi biết rồi. Đừng có nói nữa, tôi mệt quá. Trời ơi, tôi mới làm chủ có thời gian ngắn thôi mà mấy người làm cái ghê quá. Tôi sẽ coi những cái hàng thương hiệu cà phê nào đàng hoàng cái chất lượng. Rồi tôi sẽ đăng ký mấy cái mặt hàng này giống như là con nói mà... Trời ơi sao tôi khổ ghê. Ủa mà nó có sẵn rồi. Chị tìm hiểu chị nó cho cực vậy. Ủa anh ơi, anh cho tôi hỏi thăm lần nữa nha. Quán này ai làm chủ? Thì chị. Thì để tôi có quyền tôi quyết định giùm cái chứ. Cô uống gì vậy con? Cô ơi, quán mình ở đây món gì ngon nhất vậy cô? Đợi chút nha.
Nè con, menu rồi con. Ủa mà cô là chủ hả? Ờ, chính chủ. Chủ ăn mặc sến quá vậy. Trời ơi, màu tao nhu mà sến vậy trời. Cô cho con một ly xin tố bơ. Xin tố bơ. Ờ, cô ơi. Hả? Sẵn tiện cô đổi giùm con bài nhạc này được không? Nhạc này nó hơi sến. Nhạc hay mà con. Dạ không phải gu của con, cô ơi cô đổi giùm con nha. Cô ơi, cô ơi. Cô làm phiền cô đổi thêm một lần nữa cho cô, tại bài này cũng không phải gu của con. Cô à, lần nữa thôi, đổi giùm con bài khác nha. Con ơi. Dạ. Bây giờ cái gu của con là nhạc nào? Con nói cái tựa đề đi, rồi cô gõ ở đây rồi cô cho con nghe. Cô mở giùm con mấy bài nhạc mà nó không có lời, nó du dương một xíu. Chứ đừng có lời hát thì nghe sến quá. Nhạc không lời. Dạ. Cảm ơn cô. Không lời đó con. Dạ. Xin tố bơ. À, cô ơi. Ừ? Hình như là cái lượng đá nó gấp đôi bơ thì phải không cô? À, đúng rồi, con bơ là một trái thôi thì một cái bơ thì phải là hai lượng đá. Đường nhiều hơn sữa thì phải nè cô ơi. Nè, xay chưa kỹ nên là đường cũng chưa tan nè. Theo con thì con chấm 7 điểm. Uống thử đi rồi chấm. Thôi, cần uống nhìn là biết nó không ngon rồi. Ngon đó. Uống thử đi nha. Đá nhiều vậy uống vô đau họng sao? Trời ơi. Đẹp trai quá vậy. Nhìn giống sói ca á. Tôi không thích so sánh tôi với bất kỳ ai nha. Cảm ơn cô. Hết một chiếc. Nhục mặt chưa? Bài đặt vô khen là cái gì? Sói ca cái gì? Đẹp đẽ gì đâu? Người mới hả cô? Mới cũ không có vấn đề, không quan trọng. Mà thấy nó còn nhỏ mà giống như ông già. Ừ. Vô uống thì chê tới chê lui. Nó nhỏ nhỏ đây, xích tới nó nhỏ nhỏ. Không thôi lắc nó nghe nó chửi. Ừ. Cái mặt thấy khó quá, đẹp trai mà khó quá. Con tưởng là người mới ở chung cư này đó. Không, ở chung cư mình không có dạng người mới như vậy. Cái loại người mới này á ha, chảnh chảnh với cô ha, vô chê nhạc này nhạc nọ, bắt cô đổi hết bài này qua bài nọ. Yên tâm đi, rồi con sẽ coi nè. Ừ. Cho nó bài học. Ủa mà nó làm gì cô à? Cô ơi. Tính tiền con. Nó hành xác tôi đó. 110k. Cái gì? Lại lấy giùm đi con. Cô sao vậy? Cô lên giá sao vậy? 110. Để tôi lấy lại. 110k. 110 thiệt hả cô? Nhạc đổi tới đổi lui 3 lần. Coi như là vừa cái công tiền nhạc, mà vừa cái công mà đi tới đi lui, mà vừa cái công mà tôi nhịn để tôi nghe cậu nói đó. Cảm ơn cậu nha. 110 mắc vậy? Mắc thì lần sau cậu đừng ghé tới nữa nha. Không đem theo uống hả cậu? Trời ơi, cô lấy cái gì mà ghê vậy cô? Vậy đâu ghê, đây là một bài học ha. Thái độ và cái cách đối xử đi vô uống nước là cái kiểu làm cha, làm mẹ người ta. Hỏi con nè, cái quán của mình như vậy nè, chê quán, nó quán sến. Mà nó chê quán sến là tôi nhịn nhục rồi nha. Nó quay qua nó tôi mặc đồ sến. Trời đất ơi, từ hồi nào tới giờ cái tông của tôi là tông như vậy mà. Là gọi là tông nóng hổi, mà nó nói là sến là quê rồi. Uống thì chê tới chê lui, nhạc thì bắt mở hết bài này bài kia. Lấy 110k là phải rồi, cái công phục vụ nhiều hơn cái công bán á. Trời ơi, con cứ tưởng tiệm cô mới lên giá. Phải dạy cho nó một bài học. À, chào uống gì hả? Không? Dạ thôi, cô uống nước nhà rồi. Ừ. À,
Cô về cho con nói chuyện với con chút được không? Nói đi, làm gì như người xa lạ vậy con? Dạ, ý là cái chuyện này nó nghiêm túc á. Nó liên quan tới cái công việc làm ăn á, cho nên là tạm thời mình bỏ điện thoại xuống. Chuyện gì? Tại sao vậy cô? Tại sao là tại sao bà? Tại sao cô lại tăng giá nước của cái quán này lên một cách bất ngờ như vậy mà cô không thông báo cho nhà cô biết? Cái quán này á là bây giờ là của cô, giá bán vẫn bình thường, không có gì gọi là bất ngờ ở đây hết. Không có gì bất ngờ? Không. Vậy bây giờ không tin con uống đi, rồi cô sẽ tính tiền y chang như cũ. Dạ thôi. Thôi à? Con cũng không muốn góp phần tăng cái doanh thu của quán này lên. Bởi vì con cảm thấy là cái cung cách phục vụ của quán này tệ quá. Nếu như mà cô nói quán này không tăng giá thì bây giờ con sẽ có nhân chứng để chứng minh cho lời nói của con là đúng. Nói nghe nè, mình bán quán rồi mình uống nước rồi giá cả thôi, mà nãy giờ cái thái độ hỏi cung của con đó, cô có cảm giác giống như là con là một quan tòa hay là một luật sư, còn tôi là người tội phạm vậy? Dạ thưa cô, bởi vì cái người mà cô đã lấy giá tiền sai á, nó là người thân của con. Và cái quán này á, lấy tên là Thanh Xuân, là cái quán mà mẹ con gầy dựng biết bao nhiêu năm, cho nên là con phải có thái độ như vậy. Nào, mời nhân chứng vô đây nào, nhanh lên em. Gì ghê vậy? Vô đây ngồi. Sao? Cô thấy quen chứ? Xin tố gì? À, cô nói vậy là cô quen đúng không? Trời ơi, mới tức thì đây mà, vài tiếng đồng hồ, làm sao mà không nhớ. Nhạc gì, không lời nữa à? Thôi. Cô đừng có hạch sách em của con. Bây giờ con hỏi cô nè. Cái gì? Hồi nãy nó mới vừa uống ly sữa thinh tú bơ. Cô tính tiền của nó là bao nhiêu? 110 chị. 110 ngàn đúng không? Khoan. Trước tiên mà để mà nói về cái chuyện giá cả này, cho tôi xin lỗi nha. Cái gì? Là cái gì của con vậy? Nó là em họ của con. Nó lên đây, nó ôn thi đại học, giới thiệu tên tuổi cho cô đàng hoàng cho cô khỏi thắc mắc nè. Con là Tùng Khang, cháu của dì Dân. À, cháu dì Dân á hả? Ủa nếu mà là cháu dì Dân thì con biết là dì Dân đã từng bán quán nước này rồi. Thì con cũng phải hiểu cái cách mà vô quán người ta, cái trang trí của cô dì Dân hồi nào bây giờ, rồi người ta bán nước như thế nào, rồi mà sao thái độ con vô thấy hạch sách quá. Thì em làm gì? Thì lúc nãy em chỉ góp ý là quán hơi sến, nước lại nhạt. Không, con phải con góp ý đâu con, mà con chê thẳng luôn đó. Dạ tại cái đó là quan điểm của con, thì con thấy nó sến. Trời đất ơi, cô thấy chưa, đó đói không? Nếu chê cái quán này sến, mà quán này quán của má con, bao đời nay má con gầy dựng cái quán này, hình ảnh này vẫn y chang, chỉ có thay đổi một chút xíu thôi. Thì tại con cũng là người lần đầu tiên tới quán, thì con thấy nó sến, con thấy sến thôi. Xin lỗi đi, lì quá, sao nói chuyện được. Xin lỗi cô. Rồi nó xin lỗi rồi, bây giờ con nói tiếp. À. Dạ, thì coi như là cái chuyện mà nó chê quán thì em con đã xin lỗi rồi. Ừ. Cái đó là tại vì tuổi trẻ bồng bột. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái chuyện của cô nữa. Gì nữa? Ly sinh tố bơ làm cái gì tới 110 ngàn? Cô giải thích đi. Tôi ghét. Tôi ghét vô mà chê quán sến. Tôi ghét vô mà nói là bà chủ sến. Rồi tôi ghét uống một ly sinh tố mà chê tới chê lui nha. Tôi lấy cái giá 110 ngàn là lấy giá ghét đó. Chứ giá tôi vẫn bình thường, tôi không có lên. Dạ thưa cô, cái chắc là tại vì cô mới làm ăn buôn bán gần đây, cho nên là cô không hiểu. Một khi mà mình đã chấp nhận mình kinh doanh buôn bán như thế này thì mình phải chịu lời ra tiếng vô, giống như người này khen nước ngon, người kia chê nước dở, thích nhạc này thích nhạc kia. Nói cái đó là chuyện rất là bình thường của một cái quán luôn, mình phải chấp nhận chuyện đó chứ sao cô ghét người ta xong rồi cô lấy giá nước mắc được. Mà sao nói cho Hân nghe kia vậy? Thì tại vì nó lại nước lại cái xong rồi nó vô nó bị chặt 110 ngàn xong la làng, nó nói ê bộ la làng người ta biết hết hả? Không, nó lên phòng con, lên nhà con, nó la trong nhà thôi. Nó nói trời ơi chị ơi, cái gì mà ở trên Sài Gòn mà bán nước mắc dữ vậy, làm sao mà em chịu nổi, em sống ở Sài Gòn mà em học hành gì sao không có tiền sao? Đúng rồi, may con chỉ nói chị thôi chứ bây giờ con nghĩ nếu như mà con đi nói mọi người khác á, rồi con nói quán cô bán nước mắc ly nước 100 mấy ngàn, người ta không tới nữa rồi quán cô ế thì sao? Không làm chuyện đó nghe. Thì đó, đừng làm. Chưa chắc lỡ con đăng lên mạng nó đi. Biết bao nhiêu người theo dõi con, quán con lúc đó dẹp. Thôi nha. Rồi đừng có hù kiểu đó, tôi mệt tim nghe. Đúng rồi, em hù kiểu đó là cô Hương của xỉu ra tại đây bây giờ. Cô xỉu ngang qua đây đó nghe. Mong có vậy chưa? Dạ biết rồi. Trời ơi, em thấy cô Hương nó đúng rồi đó chị.
Tính cổ vậy đó, khách mà chạm chảnh là cổ cho đi luôn à. Em ở với cổ bao nhiêu năm em biết mà. Bậy đi, tại hồi nãy bực bội nói vậy thôi chứ chảnh 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 cái gì đây không biết nữa. Cái này nó kỳ lắm, hồi nãy nó mê này, nó này đẹp trai rồi sói ca đó, chứ tôi chảnh gì đâu. Em mới có 18 tuổi ôn thi đại học đó chị, đừng đụng tới. Em đâu biết đâu. Có 10.000 không? Dạ không. Làm cái gì cô? Còn hỏi nữa, hồi nãy 101 là kém người ta, bây giờ trả lại giá gốc. Ly sinh số 20 à. 2, 4, 6, 8 đủ 10.000 lẻ. Ờ đây, đó, rồi trả 100.000 dạ. Nha. Tôi biết rồi, lần sau á thì tôi sẽ phục vụ khách kiều khách chút xíu nữa. Nhưng mà con đó nghe chưa, con góp ý là con góp ý nhẹ nhàng, đừng góp ý cái chữ chê bai đó nghe chưa. Là coi chừng có ngày bị trúng đánh đó. Đúng rồi đó em bỏ cái tính đó đi đó, chị cũng thấy vậy đó. Bây giờ chốt lại là vậy nè, mai mốt á em tới ở dưới quê thì chị không biết sao, nhưng mà ở trên này nè là mình phải ôn hòa với mọi người tí xíu, em hiểu không? Giống như mai mốt vô trường học cũng vậy, không phải gì chê lên là cô bán canteen cô giận mày đó, nghe chưa? Mà trước khi kết thúc mà cái chuyện mà đề tài bỏ ngày hôm nay, cho cô hỏi nhà bộ cô làm xin tố bơi vợ lắm hả? Có ngon lắm với bộ, có gì mà chê làm tôi hết hồn mà. Ủa, xin chào chàng trai mới lớn, đi đâu vậy bé? Dạ em tính đi công chuyện xíu à, qua đây. Đi công chuyện hả? Dạ. Đi công chuyện làm gì, mặt gì mặt rầu rĩ vậy? Rầu rĩ rầu rầu em bình thường mà. Nói chứ có cần gì giúp gì không? Không. Không cần thiệt đúng không? Cần đây nha. Cần, cho chắc cần. Tao biết ngay. Mấy đứa mới lớn này kiểu chấm chím mà e thẹn lắm. Xưa chị mà trải qua anh thôi rồi. Có gì nói đi giúp cho. Chị Thúy. Thúy hả? Ai tên Thúy? Chị Loan. Chị không có thích người ta kêu tên lót không, hiểu không? Kêu dạ, cho nó đầy dạ. Đủ vô. Chị cho em hỏi bữa giờ chị không. Thấy gì giống em đâu không? Cô Vân hả? Dạ đúng rồi. Không thấy, hổm giờ không có thấy luôn á. Sao, có chuyện gì không? Chuyện là vậy, tiền ba mẹ em đưa lên đóng tiền học á, đóng hết rồi, giờ hết tiền chi tiêu luôn. Mà bữa giờ dì Vân đi đâu em tìm không có. Dì Vân gọi nói em á là bây giờ không ấy, đi tìm anh Phú đi, không mà mượn tiền của ai á thì giờ bữa dì Vân gì trả. Trời, cái thằng này tìm Phú không gặp gọi mặt thú quắc chị hả? Có đâu. Mấy mốt dặn nè, tìm bất cứ ai trong chung cư này không thấy qua tìm chị. Chị mẹ nhà 24/24 làm chân á, rảnh giúp liền. Sao, tiền đúng không? Có gì à, thiệt hả? Chị mà không có gì ngoài tiền, hiểu không? Mượn tiền thôi, đâu có cần phải đi kiếm người này người nọ. Chị có, chị cho mượn. Rồi mai mốt chị gặp chị Vân rồi chị lấy lại thôi. Dạ, cảm ơn chị. Đúng không? Chị em với nhau trong chung cư là cần nhiêu? Dạ, nhiêu cũng được hết ạ. Nhiêu cũng được hả? Lấy 10.000 uống nước buổi sáng thôi nha. Nít đi học không có cho nhiều. Giỡn thôi, khủng quá. Tự nhiên đưa 10.000 mặt thú quắc liền. 100 nha. Dạ thì 100 cũng à thì là biết rồi, 200. Dạ. Ok chưa? Dạ được, dạ được. Rồi mới gặp cô Vân lấy 400 nhớ nha, tiền lời luôn. Dạ em cảm ơn chị nha. Giỡn thôi. Nói chứ lấy xài đi, chi tiêu cho nó đàng hoàng vô. Mình còn nhỏ biết không? Dạ. Đó, lấy cái tiền này nè mình sắm đồ, mình sửa sạn, mình đẹp lên, đừng có đem đi ăn uống quá mà. Dạ đúng không? Dạ biết rồi đó, tiền mình sắm đồ thôi. Rồi chị đi nha. Dạ cảm ơn chị nha. Ôi tao nói cháu cũng dần có khác rồi. Anh Hùng. Anh Hùng cái gì mà anh Hùng, sao giờ em còn đây hả? Thì giờ em chuẩn bị đi học. Sao lại bây giờ mới đi học? Thì hôm nay tại trường em có môn mới tăng tiết nên là giờ em đi là vừa rồi. Môn mới là môn nào? Em đi học làm gì anh đi học vậy, anh hỏi anh biết. Này, anh không đi học nhưng mà trước đây cũng đi học nhá. Kể trường em có cải cách như nào thì anh cũng biết. Môn này môn gì? Thì cái môn môn gì? Đừng có mà nói dối tôi biết thừa rồi. Hôm nay cậu được nghỉ, ngày mai mới kiểm tra hóa 45 phút còn gì. Anh hay quá. Anh làm như anh đi học vậy mà anh rành quá. Anh còn biết hết cả lịch của em cơ. Ngày mai em học tiếng Anh, xong rồi một tháng qua em làm gì mà em nghỉ học hả? Một tuần qua làm gì mà lại bỏ cả tiết sử, tiết toán, tiết văn. Thì ra anh theo dõi tôi đó giờ luôn phải không? Dùng cái từ theo dõi là hơi sai nhá, anh đang giám sát để em học hành. Nhưng mà như vậy á chứ là mất quyền riêng tư của em. Em cũng lớn rồi chứ bộ. Em lớn đấy là em nghĩ như vậy thôi, còn bố mẹ em lúc nào cũng coi em là nhỏ.
bố mẹ em đưa em lên đây để học đại học, ôn thi. Xong bây giờ suốt ngày không học mà lại cứ thế tạt té vào tiệm net thôi. Thì tại học hành căng thẳng quá thì bây giờ anh mới cho em giải trí xíu chứ. Biết là có phải giải trí rồi, nhưng mà phải sau cái thời điểm này. Em biết là cái thời điểm này là em đang ôn thi mà. Sau này em chơi thì ai có cấm em đâu, đúng không? Nhưng mà... không nhưng nhị gì hết. Tốt nhất là bây giờ em lên nhà nhanh, ôn thi đi, ôn bài đi. Dạ. Này, đưa 200 nữa đây. 200 gì tiền? 200 em mượn chị Thúy Loan ấy, đưa đây. Có đâu chị Loan cho em mượn vậy, bữa gì dân trả lại. Cho tiền hàng tuần em rồi, đưa đây 200 cho anh. Để anh trả lại cho chị ấy. Mặt nhăn nhó gì nữa, đưa đây nhanh lên. Muốn người khác tin tưởng mình ấy, trước hết phải học giỏi đã. Lên nhà đi. Cà phê đây. Dạ, cảm ơn chú ba. Trời ơi, sao quá. Ừ. Này, tiền của bà này, 200 nghìn đấy. Ủa, tiền gì? Tiền sáng thì cho Tùng Khang mượn chứ tiền gì nữa. Ủa sao ông nói cô dân trả mà sao em trả là sao? Thì trả đi chứ làm gì, cho nhiều tiền nó lại hư ra. Bố mẹ nó cho tiền đủ tuần này rồi. Ủa, thì con trai mà, cho nó ít tiền cho xài thoải mái có sao đâu con. Nhưng mà đợt thời gian gần đây con thấy nó có học hành gì đâu, toàn mải chơi rồi đi chơi điện tử tụ tập với bạn bè. Nhỏ mới lên đây chân ướt chân ráo, có biết cái gì đâu, em phải cho nó đi vui chơi chỗ này chỗ kia để nó biết chứ, nó học hỏi nữa. Con trai mới lớn mà con, cứ để cho nó tự do đi. Đúng rồi. Nhưng mà bố mẹ nó cho nó lên đây để học, ôn thi đại học, chứ không phải là cho tiền lên đây để đi chơi rồi đi gặp gỡ bạn bè, tụ tập, đánh điện tử đâu. Điều này Dưỡng biết, nhưng mà con cũng đừng khắt khe với em con quá. Thì con có khắt khe với nó đâu, thời gian đầu nó lên đây nó học hành thì con không nói gì, nhưng mà thời gian gần đây con thấy nó chỉnh mảng, con mới tham gia vào với chú Dưỡng. Mà bố nó làm cái gì sai? Nó ham chơi. Trời, ham chơi thì sao nó qua em? Hồi xưa em không nhớ hả? Em hả, ham cái gì? Chị không biết em ham cái gì mà em lên ban quản trị em ngồi hoài đó. Đó, la nhỏ. Con trai, nó ham chơi, nó năng động, nó quậy phá, đó là chuyện bình thường mà con. Thì con biết rồi, chị nói em cũng biết rồi. Trước đấy là khoảng thời gian là em sai lầm thì em biết rồi đấy. Nên là bây giờ cái khoảng thời gian này em không muốn Tùng Khang mắc lại những sai lầm như em, nên là em mới nhắc nhở nó. Trời ơi, nó còn nhỏ. Nhỏ lên đây thì có cái gì thì từ từ nói, từ từ dạy. Chứ bây giờ đụng cái la nó ngang xương, nó đâu có hiểu em muốn nói cái gì. Rồi nhiều khi nó suy nghĩ bậy bạ, rồi nó buồn đó chú. Rồi nó sinh ra nó còn học tệ hơn nữa. Dường thấy cách này không ổn đâu con. Có gì đâu mà không ổn ạ. Dường biết con lo cho em con đó là điều tốt, nhưng con có bao giờ đặt vị trí của mình vào em con không? Có bao giờ không? Bây giờ bố mẹ nó bảo lên đây học hành, con có trách nhiệm thôi ạ. Con không muốn nó sai lầm, nó lặp lại như con trước đây nữa. Thì bố mẹ nó bắt nó lên đây học, nhưng mà bây giờ cái môi trường học của nó quá mới, rồi bạn bè nó chưa có làm thân được, cho nên là cái tiến độ học của nó hơi chậm. Nó thua bạn bè chút xíu thôi, thì từ từ nó thích nghi được, nó học giỏi lên, chứ có cái gì đâu. Chị với Dượng cứ binh nó. Binh cái gì mà binh, nói đúng thôi. Bây giờ Dượng hỏi nè. Dạ. Ví dụ bây giờ Dượng theo kè kè con từ đây cho đến khi con trưởng thành, con thành công, con có đồng ý không? Ừ. Làm sao mà được như vậy Dượng? Đó. Tại sao? Con bây giờ con lớn rồi, con làm người có gia đình rồi, làm sao mà Dượng có thể theo con như thế được ạ? Đó. Thì em con á, Tùng Khang nó cũng suy nghĩ như vậy đó. Lớn rồi, già đã học rồi, mỗi người có mỗi cách cư xử khác nhau chứ sao lại con nghĩ như vậy hả? Đúng rồi. Thì ban đầu con cũng định suy nghĩ như Dượng nói đấy, nhưng mà càng ngày nó càng chỉnh mảng, sa sút học tập, xong rồi bị như thế nữa. Mải chơi nên là con mới tham gia vào, chứ con bình thường tham gia vào làm gì đâu ạ. Mỗi người có mỗi tính cách, mỗi tư duy, làm sao để phù hợp cái tư duy và tính cách đó chứ. Theo Dượng bây giờ á, phải dùng phương pháp lạc mềm buộc chặt. Cái gì ạ? Là lạc mềm buộc chặt là sao ạ? Nó không hiểu nữa rồi, nó la nhỏ, chê nhỏ học dở. Bởi vì đó thấy chưa, em có nhớ cái câu chuyện hồi xưa không? Em học cũng y chang đó, bây giờ cái câu mà lạc mềm buộc chặt mà em còn hỏi lại Dượng để em biết hồi xưa em học sao. Cho nên là hồi xưa á, gia đình hai bên đâu có cho hai đứa quen nhau. Rồi cô Hương mới treo cái bản án là khi nào á mà em học giỏi đó, em thành công đi rồi mới cho em quen với Nhã Hân đó. Thế ơi, Nhã Hoang nó lộn, quen với Nhã Hoang đó, em nhớ không? Đó,
từ cho xong rồi hai đứa quen nhau tới giờ em học ra sao cũng y chang vậy. Chị... nó không có khác cái gì đâu. Có gia đình có con thì cứ nhắc những cái chuyện đấy làm gì ạ? Nhắc để cho em nhớ. Cái ví dụ thiết thực là em, bản thân em, không, em cũng thấy được ở bản thân em là cũng bị này bị kia, thì em phải thông cảm cho em của mình chứ. Đã giả lại là nó dưới quê lên có một mình nó buồn lắm, có cái gì thì phải chia sẻ hỏi nó, ừ tại sao nó lại học như vậy, rồi nó mới gọi là tâm sự với em, rồi mình mới biết được cái khúc mắc rồi mình gỡ. Chứ có đâu bây giờ ha, em cứ kè theo nó như vậy rồi hả, nó áp lực, rồi nhiều khi nó buồn, nó tủi, nó sinh hư, đúng chưa? Con nói hả, đúng không chú ba? Em còn nó mới lớn, con phải lựa là làm sao cho nó phù hợp với tính cách của nó, không có kèm cặp nó một cách bó buộc như vậy. Con người càng tự do thì sẽ càng cái khả năng nó càng được phát huy hơn. Đúng, con hiểu rồi. Không hiểu chưa? Bây giờ cầm nè, cầm 200.000 ra đi kiếm nó, đi đưa cho nó đi. Vâng, được, nói thế con hiểu rồi ạ. Hiểu mà coi kìa. Con đi đi ạ. Ừ. Trời ơi kìa. Nói sao chứ. Chào em. Ê, chào rồi. Ê, có cái gì? Trời ơi, coi cái bản mặt của ông kìa. Làm quá chừng chuyện xảy ra luôn. Rồi bây giờ người ta hỏi thì cái gì? Nói gì? Bày đặt vẫn ngu, vẫn nghe đi qua đi lại coi như không biết chuyện gì hả? Ủa anh vô đây anh chờ bạn, anh có làm gì đâu. Tự nhiên sao em nói anh vậy? Tự nhiên nói anh vậy gì? Tôi nhìn cái bản mặt của anh đó là tôi thấy ghét lắm, đương nhiên là tôi phải nói rồi, hiểu không? Ủa nhưng mà có chuyện gì anh? Thì ủa quán này giờ của cô Hương rồi chứ bộ, thì xíu nữa cô vô cô anh kêu nước chứ em làm gì em phải quán của em nữa đâu. Kiểu thấy chị bất bình mình hỏi mình tức mình nói thôi, không được hả? Chứ giờ liên quan gì tới cái quán này mà anh sẽ xói vô đây? Ủa không phải vụ kêu nước chứ vụ gì mà em khó chịu với anh? Ủa vậy trước giờ hồi đó anh nhìn mặt tôi là anh chỉ biết tới chuyện mà tôi kêu nước rồi tôi đòi tiền thiếu của anh thôi hả? Anh không có nghĩ tôi lương thiện chút nào hết hả? Sao con người anh kỳ quá vợ? Anh là anh đang buồn lắm rồi đó, còn vô còn gặp em xỉa xói tùm lum chuyện hết. Buồn. Bây giờ nói chung là nãy giờ vấn đề là cái gì em nói đại đi. Giờ muốn tôi nói đại đúng không? Đúng. Nãy giờ tôi đã nói quạch tẹt ra dữ lắm rồi á, mà hình như anh cố tình anh không hiểu hay sao á. Tại vì anh không hiểu thiệt. Tại sao? Cái chuyện tình cảm của anh á, anh làm nó tổn thương biết bao nhiêu người phụ nữ đã trải qua vậy? Em ơi, từ bữa tới giờ anh mới là cái người đau nè. Chúng ta ở đây nè, hiểu không? Cái trái tim nè nó đau lắm, em hiểu không? Anh không có làm được cái gì hết trơn á. Không, anh quýnh như vậy không đau, anh quýnh giống tôi nè. Đau lắm, anh quýnh đi, anh quýnh được không? Cái đó là gọi là đau về thể xác, em hiểu không? Còn anh á, là anh đau ở trong cái tâm hồn. Anh đau trong tâm hồn hả? Đau trong cái trái tim nghệ sĩ nhỏ bé này. Anh á, anh rất là quá đáng. Anh làm tổn thương tới rất là nhiều người con gái. Và gần đây nhất á, hình như là anh đang muốn làm tổn thương Jessica. Sao em biết vậy? Sao em biết được? Tôi biết cái chuyện á là anh đòi quay lại với Jessica đó, nghe chưa? Thì anh muốn quay lại với Jessica thiệt mà. Nhưng mà anh chưa biết tính sao đúng không? Chưa. Bây giờ tôi tính cho anh nè. Anh dọn khỏi chung cư đi là xong chuyện à. Cái gì, cái cách giải quyết gì mà đoạn hậu quá vậy? Sao đoạn hậu? À, em lại có một cái ý đồ khác nữa đúng không? Em muốn... Ê, không nói tôi mê ông nữa nha, ông nghĩ sao? Không nói mê tôi, anh nghe chưa? Bây giờ em lôi cả gia đình em vô, em có em rể làm bất động sản. Em kêu anh dọn đi để em lấy nhà em bán, lấy lời đúng không? Em bán cái quán cà phê này rồi, giờ em còn muốn bán nhà của anh nữa đúng không? Anh hứa khùng nha. Không có động tay động chân nha. Cái nhà anh á, có chút ní à. Cái nhà tôi á, chà bá luôn. Nghĩ sao mà tôi mâm me tới cái nhà của anh vậy? Tôi không hề có ý nghĩ đó. Anh thích ở đây thôi, nó nhỏ. Anh còn 80 căn ở ngoài kia, kệ anh thích ở đây được không?
Thôi nói chung là cái suy nghĩ đó không được thì thôi. Nhưng mà tóm lại là tôi không có chấp nhận anh quay lại với Jessica. Nè nha. Gì? Em không có cái quyền gì mà xen cái chuyện tình cảm của anh hết trơn. Làm gì không có quyền? Tôi thích nó là vì tôi. Giữ không lại với em không? Đi đi. Anh coi mà anh dạy lại vợ anh đi. Mắc gì dạy lại? Trời, tôi nói thiệt cho ông biết nghe chưa? Thôi thôi, bỏ. Chồng tôi á, tôi còn dạy luôn á. Chứ mắc gì mà kêu chồng tôi dạy ngược lại tôi. Trời đất ơi là trời, con người thấy ngang ngược nghe chưa? Tức á. Ủa cái vụ gì mà chửi người ta xói xả rồi quánh người ta nữa vậy? Sao không chửi được? Em ghét, em tức lắm anh. Trời ơi, tức cái vụ mà Ngân với Jessica hả? Đúng rồi, cái vụ đó, nó, cái vụ mà hồi đêm em nói với nó. Chuyện người ta hồi tối giải quyết rồi, tự nhiên giờ đi kiếm người ta làm gì trời? Trời em hồi tối là em kể cho anh nghe, em tâm sự với anh để em phần nào vơi đi cái nỗi ức ức trong lòng em thôi. Nhưng mà sáng nay em gặp ổng nè, em phải sắp vô em làm câu chuyện nó bùng nổ lên em mới chịu, đúng không? Thôi, anh năn nỉ em luôn. Cái chuyện này là chuyện của người ta không nhờ mình xen vô ha. Em đồng ý đây là câu chuyện của người ta. Ừ. Nhưng người ta ở đây là Thái Ngân. Còn Jessica bả là phụ nữ, cho nên đối với em á, cái chuyện của bả liên quan đến em, anh hiểu không? À, rồi giờ em định đánh người ta. Rồi xong em lên phường. Xong rồi anh phải đi theo em đi giải trình. Ủa mình được gì đâu? Xen vô chuyện này em được gì không? Jessica có cho tiền em không? Không. Ủa? Nhưng mà tiền anh đi làm về, anh cho em là em đủ xài rồi, em không có cần tiền của ai nữa hết. Em bây giờ em ngứa mỏ quá cho nên là em thích nói điêu cái chuyện này được không? Trời ơi trời, ban đêm về nói tôi nghe muốn nổ lỗ tai rồi, chưa đã giờ đi ra cà phê nói. Chứ vậy? Ủa mà làm gì mà anh Bình thấy ngần như vậy? À hay là anh cũng là đàn ông, rồi anh nghĩ một lúc nào đó anh cũng sẽ quay lại với một cô nào đó anh bỏ tôi cho nên anh Bình là ổng. Hai đứa rồi cô. Hai đứa gì? Hai đứa con rồi. Chết quên đó, nhà luôn á. Quên luôn á. Ờ đúng rồi, mình có cái chuyện không có gì liên quan gì, mình tự nhiên mình xen vô làm gì? Ha, à, cái chuyện này nè, anh nói cho em nghe. Jessica làm móng cho em không chất lượng, làm đau em. Lỗi Jessica, không liên quan gì tới ông Ngân hết á. Rõ ràng cái chuyện được của Thái Ngân mà. Không, lỗi này là Jessica. Jessica làm đau em chứ Ngân có làm đau em đâu. Tự nhiên em đâu. Ủa? Hai người đừng nghe lộn nữa. Hỏi ơi bà ca. Bà vô đây bà ca. Bà vô đây. Nhanh lên, vô đây. Sao bà nói lỗi này của bà không? Lỗi này đã nói là của Thái Ngân. Mới đầu quýnh ta luôn á. Không phải tôi quýnh, tại ổng chọc tôi sùng lên thôi, hiểu không? Lỗi của tôi. Sao lỗi của bà được? Tại tôi biết dạo gần đây á, Thái Ngân có qua tìm tôi để mà muốn nói lại tình xưa. Rồi sao nữa? Rồi bà đừng nói với tôi là bà mê ổng mà tính quay lại, cho nên là bà lơ đễnh, bà cắt cái chân tôi chua, tôi quạo, tôi cọc, tôi giận bà luôn đó. Ê, không có nha. Không còn tình cảm với Thái Ngân á. Sao mà không còn tình cảm được? Không còn tình cảm mà tại sao lại lơ đễnh nghĩ tới câu chuyện mà Thái Ngân muốn quay lại để mà làm đau tôi như vậy? Thì cứ suy nghĩ đơn giản là buồn ngủ đi, người ta buồn ngủ, người ta... Không phải, không có buồn Thái Ngân, cũng buồn ngủ luôn á. Chứ buồn cái gì? Trời, sợ cái chung cư này nè. Sao? Đến đồn. Thì đồn tôi là chắc là làm thấy Thái Ngân dạo này làm ăn đường này, đi hát đường, sự nghiệp phát triển rồi, chứ muốn quay lại Thái Ngân á. Trời đất ơi, miệng ai mà ác nghiệt anh em. Không có ai mà hiền như vợ của anh, lúc nào cũng nghĩ cho người ta, làm gì mà có cái chuyện gì đồn mà bậy bạ. Anh tin điều đó? Đúng rồi. Hai vợ chồng thiệt giờ hòa thuận luôn rồi hả? Thôi vợ chồng tôi như vậy đó. Thôi kể lộn xong hồi hoài à. Dễ thương dữ lắm. Dễ thương ghê ha. Mà nói chung á là tôi bây giờ tôi bình tâm rồi, tôi không có để ý cái chuyện đó nữa. Tôi sẽ sống thật là tốt, tôi không có nghĩ tới cái lời nói của người ta nữa. Nó nghe Jessica giải quyết gì đó, cho nên sau này đừng kiếm chuyện Thái Ngân nữa, nghe chưa? Hai vợ chồng mình hòa thuận. Thái Ngân! Ông đi vô đây! Trời, mới nói chuyện này hả? Không phải, là vô đây ngồi lại lẹ lên. Trời đất ơi trời, hồi nãy là tính hẹn bà ca ở đây phải không? Phải không? Phải không? Giờ gặp bà ca rồi nè, nói chuyện liền. Nói vụ nãy tụi bà nói chuyện đó, nhanh lên. Ủa chuyện ta ở đây kỳ không? Hai chồng ở đây. Rồi bà qua kia đi, rồi nói gì nói đi. Ủa vậy là mình ngồi coi luôn hả? Thôi mình tự kệ hai người này đi. Em biết là anh dạo này anh muốn quay lại với em. Nhưng mà em suy nghĩ rồi, mình làm bạn thôi. Nhưng mà bộ em không còn tình cảm với anh thiệt hả? Đúng rồi. Ê, không phải. Ý là em cũng có tình cảm, nhưng mà tình cảm bạn bè á. Bây giờ hết cái tình cảm kia rồi, em chỉ còn tình cảm bạn bè thôi. Hồi đó mình chia tay là tại vì
do công việc, nhưng mà bây giờ công việc anh ổn định rồi. Thiệt luôn á, anh có thể chăm sóc cho hai mẹ con em được nữa. Thì bây giờ công việc anh ổn định thì công việc của em cũng đang ổn định rồi. Cho nên là bây giờ em nghĩ là nó không có phù hợp với lại yêu đương nữa. Em phải tập trung lo công việc của em. Mình cứ nên làm bạn đi, rồi cái chuyện tình cảm thì có thể là sau này mình tính sau. Còn hiện tại thì em nghĩ làm bạn tốt hơn. Thì tùy em thôi. Trời ơi, hay quá bà ca, hay quá. Trời ơi, tôi thích bà, thích cái kiểu mà đàn ông của bà đó, con gái là phải có khí chất như vậy, hiểu không? Quá xuất sắc. Thích ghê. Tôi đang buồn chết luôn. Hả? Đang buồn lắm, sao em vui quá vậy? Không, em buồn trên nỗi đau của anh đó, nhưng mà em buồn trong trái tim thôi, đúng không? Còn em vui, cái niềm vui của Jessica là em vui ở bên ngoài, thông cảm. Coi như vợ tôi nó không có xuất hiện đây nha. Không có phải xuất hiện đây chứ, đây không. Chuyện vui của bà ca mà. Cái nét bà bạn buồn là mặt bà vui vậy đó. Trời ơi. Dễ chịu, thoải mái tâm hồn ghê luôn á trời. Nè. Tém tém lại đi rồi lát tôi cho bà cái voucher làm đẹp ha. Bù lại cái chuyện bữa, xin lỗi. Ủa có voucher làm đẹp hả? Có cho chồng tôi luôn không? Cho vợ thôi chứ làm gì có cho chồng. Không có cho chồng luôn chứ. Kỳ vậy? Tại vì tổn thương mà, tổn thương đây, tổn thương là ở đây đau. Đúng rồi. Ừ. Hay là cho mình tiền ghê luôn á. Thôi cũng được, ok. Trời ơi. Vui quá. Ủa bây giờ đi lên chợ anh nói là có voucher Jessica là được. Đúng miễn rồi. Miễn phí. Đúng rồi, có voucher của mình đi luôn. Thôi, hai vợ chồng tôi có voucher rồi. Giờ hai vợ chồng tôi chở anh ha. Nói chung là câu chuyện là xong rõ ràng hết rồi. Ai cũng vui chứ có thấy ăn là buồn à. Không, khoan. Anh Ngân à, em thấy nghĩ là chuyện tình cảm nó là tùy duyên, anh hiểu không? Anh không có duyên trong chuyện trai gái, nhưng mà anh có duyên trong cái công việc của anh, nó càng ngày càng đi lên thì anh phải biết trân quý điều đó. Chứ không có gì phải buồn hết trơn hết trọi á. Nói chung anh quyết định rồi, bây giờ thì anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà chứng minh cho em thấy là anh có thể lo được cho em. Ủa, ông đi đâu vậy? Ổng lên tiệm mà gọi đầu. Ổng lên tiệm mà gọi đầu. Ê, mình đi theo mình cũng ngồi chờ rồi. Đi theo gọi đầu chị. Trời ơi. Hai người phá tiệm tôi quá. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.